Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một content tiếp theo với 9.490 tỷ. Cùng với Rondo 24TS cực kỳ mới đã có sẵn trong đội hình này, tôi cũng đang có rất nhiều ý tưởng để build xung quanh với Rondo. Ban đầu là tính đi build một hình của Rondo và một hình của 24TS khi có cả Messi ở đây rồi. Nhưng thực sự mùa TS hiện tại đang là khó mua vô cùng, nên là ngày hôm nay tôi sẽ kết hợp với Barbenefet đang có hệ thống này, sẽ build một hình của Juventus mạnh nhất tầm tiền này các bạn nhé. Mạnh nhất tầm tiền luôn, được chưa ạ? Thì hôm nay làm tí của Juve cộng 5 là chủ đạo nhá. Khó quá thì làm tí cộng 8 vậy nhá. Đi ra cộng 5 nhiều lựa chọn phết đấy chứ nhở. Roberto Baggio, Henry à? Henry khó mua quá nhở. Có Henry CC thì hơi nhỏ đấy nhá. Tính ra build cộng 5 đôi khi còn đéo đẹp bằng build 8 nhỉ anh em nhở. Nhìn build 5 nó cũng xấu xấu. Có khi phải làm tí 8 ấy. Tính ra build 8 nhìn nó vẫn nét flick hơn. Làm hai form nè. Kiesa LL này, Kiesa 21 này, Del Piero BTB hoặc Del Piero Cup này. Tôi nghĩ là anh em chỉ cần hai lựa chọn nữa để hỗ trợ cho Rondo nó được rồi. Del Piero hoặc là Kiesa này là xong rồi đấy. Del Piero thì đang có hai mùa này, BTB và mùa Cup. Mùa Cup này hình như anh em khó mở ra thôi. Còn nếu như mà so về giá tiền và giá trị nhá, thì mùa này vẫn là ok. Hôm nay qua shop tay cầm mang em. Thôi để hai con này chắc là đủ rồi. Ra nếu build Juve này build 8 vẫn đẹp thật sự luôn đấy. Romero này, Romero LL là nhìn cũng ngon nhỉ, LL nhìn ngon nhỉ. Làm tí Romero nhá. Nhìn một này vẫn đủ mà anh em, tính ra vẫn dư. Trò cưng Vieira của tôi thì tôi nghĩ là lấy Vieira mùa này thôi. Mùa này là mùa được rồi, mùa cáp là dùng được rồi. Chắc phải có tí Pekno đấy chứ bây giờ. Cái vị năm thấy cũng đéo thấy có lựa chọn nào nhìn sáng nhỉ. Quanh đi quẩn lại mấy thằng này, Zidane, Baggio, Pekno thì nếu mà lấy mùa này anh ấy lấy 8 được. Hay làm tí Pekno UT cho đổi vị nhỉ anh em nhỉ. Chưa đá con này mấy á. Nhá làm tí Pekno UT nhá. Quên là UT mua được không nhỉ? Pekno Juve nhỉ. Juve bao tiền? Con Juve được có 2.5 đá khá là khỏe. Juve có mua được không? Con này đứng hình đéo có hàng nghe ạ, đéo có hàng. Juve không có hàng ấy, bây giờ mua làm sao được những con kiểu như thế này. Khó đấy. Thử làm Pekno nhá, Pekno Juve vậy. Được cái chân 5 năm đã khá là ngon. Để em thì tôi nghĩ là lấy Cancelo để là hậu vệ phải được rồi. Để Cancelo lên trên thì phải là một bộ Cancelo to. Tôi định tính lấy Cancelo đá cánh phải này thì nó rắn luôn. Bên trái thì nhiều lựa chọn luôn. Lại vẫn có Zapata nhỉ. Thằng Zapata là đá ở Ý nó đá nhiều thật đấy. Team đéo nào cũng thấy mặt. Cánh trái anh em phải làm Zapata với cả là con Alessandro đi. Hôm nay chắc tôi lấy Sandro đá cho nó khác cái vị đi một tí. Nó cân thử lại nào. À quên nhầm, chưa chuyển màn à. Đây anh em. Đây, Kiesa LL. Ở đây đang định lấy Del Piero. Vieira là đây. Vieira cấp 8 mà quét cái tuyến giữa này thì đéo ngại ai luôn nhỉ. Romero đây. Cái vụt 8 này nó dễ nhìn này. Team nó đẹp. Spinazzola này. Chạy nhanh nhỉ. Chân 45 à. Đổi tí speed được. Speed đáng hay. Sandro này đáng khỏe nhá. Sandro này đáng dã man đấy. Thôi làm tí speed cho nó khác đi. Spinazzola. Thằng chân 45 không phải chân 55 nhá. Đây là Pekno à. Lấy con kia săn mệt bó mẹ. Lấy FS này nó tiền vệ phòng ngự cũng ngon mà đẹp chỉ số luôn. Bỏ mẹ A đi cần gì chân 55 rồi. Rondo ghi bàn là chính. Pekno nhiệm vụ nó làm bóng thôi anh em ạ. Chứ nó không phải là làm cái nhiệm vụ để sút FD hay gọi là sút gọi là 2 chân 55 nhiều cần gì đâu. Được chưa anh em ơi? Thủ môn luôn đi, thủ môn là con Van der Sar to luôn như gì. Van der Sar như kiểu EBS hoặc là Cap này đủ rồi. Cap rẻ nhỉ, cái mùa Cap này rẻ nhỉ, mắc luôn nó uy tín luôn. Van der Sar Cap là món quà luôn. Mạnh nhỉ. Thay Del Piero và Zidane á. Hay là thiếu một con trung vệ này. Có thể lấy thêm con trung vệ nữa. Chiellini à? Làm tí Chiellini không? Chiellini chạy không nhanh nhỉ. Má này cộng 8 rồi mà chạy như rùa vậy. Bremer à? Vậy 354 là cái chạy khá ngon đấy. Thế anh em lấy con này sau đó anh em mua thêm dự bị cũng được. Con này rẻ, khá là rẻ. Thực ra anh em lấy thêm Zidane được. Lấy thêm Zidane làm nhạc trưởng. Marquisio á? Marquisio cộng mấy nhỉ? Đây á, con này cộng 5 này á.
con này nó lại khó mua, con này nhìn nhìn có 200 tỷ, nhìn phèn quá. Thật sự anh em build build con này nhìn phèn điên luôn chứ, 200 tỷ này phèn quá. HG à? Có HG à? Ờ nhờ. Đây ơi, 2008 cơ à? Ủi mặn nhờ. Thế 2008 à? Đấy, mua to quá nhờ, 2008 mua to quá nhờ. Tiền vệ 2008 thì cũng hơi to đấy nhờ. Vụt nó hơi căng nhờ, 2005 à? 248. Nó hơi to một tí đấy anh em ạ. Thực ra là đủ rồi nhưng mà thế này mình phải bỏ một con đấy nhờ. Thế bỏ mẹ Bremer đi. Cho Viera về đây vậy. Thì ta cũng ok nhỉ, tôi cũng chưa đá con đấy mấy thật. Thực sự anh em chưa đá con đấy thật. Viera về đây và cho Marquisio lên đây nhá. Nhìn nó đẹp vị nhỉ. Ok quá nhỉ. Thế này nhá. Form chính là như này nhá. Nếu mà anh em thiếu lực thì Minh Jun đã Wiscan 8 mẹ con này đi. Sandro hậu vệ là đủ rồi anh ạ. 200 nhá. Alex tôi đá thấy rất hay rồi. Giảm tí liền anh em còn mặc cả nhá. Tầm này đang mặc cả căng đấy. Còn 400 để mặc cả thì nó hợp lý hơn. Chứ giờ mình đang bí tiền quá. Ok đấy, đủ đấy. Hy vọng là vẫn về đủ đúng cái form như này các bạn nhé. Rồi ok, hợp lý rồi anh em ạ. Thế thôi anh em ơi, như thế là cực kỳ ngon rồi. Và hôm tới thì chúng ta sẽ đến với sự trải nghiệm của Jubei cùng Ronaldo 24TS này nha. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, sau đúng một ngày trở lại thôi, tất cả những con người mình muốn mang về với Juventus đã về vô cùng đầy đủ rồi. Người đầu tàu không ai khác là Ronaldo của mùa mới nhất chào Barcelona hiện nay. Ronaldo 24TS thì sao đây? Chúng ta sẽ có những bộ chỉ số rất khủng khiếp. Dứt điểm 135, đường sút 134, sút xa 131 cho vị trí 136. Và với mùa giải này thì anh em sẽ có một CR7 với 6 sao kỹ thuật cơ. Ồ, tính ra nó còn kỹ thuật ngon hơn so với những cái mùa như kiểu 24 Totti nha. Đánh đầu mạnh, bấm bóng, sút vào tạt má ngoài và tinh tế là 4 chỉ số ẩn dành cho Ronaldo của mùa 24TS. Tốc độ là 127 và tăng tốc lên tới 128, không hề chậm một chút nào với Ronaldo các bạn nhé. Ba cầu thủ hỗ trợ ngay phía sau là De Piero BTB, và Van de Beek Icon và Kiesa của mùa LOL. Bộ đôi hàng tiền vệ cực chiến với Marquisio của mùa HG. Khi mà bây giờ mùa HG đã xả rồi thì không có cái lý do gì mà chúng ta không lựa chọn con hàng này cả. Bên cạnh chúng ta sẽ có là Pirlo của mùa EBS, cặp trung vệ cực chiến với trò cưng Vieira. Bên cạnh là Romero LOL, bên phải Cassano và bên trái là Spinazzola, vị trí gác lên của anh Van der Sar. Mê nhở, một hình của Juventus gần như không có bất kỳ một cái điểm yếu nào. Nó là quá hoàn hảo và không phải chờ đợi gì. Chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi, đã đây anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Ronaldo 24TS cùng hệ thống của Juve cực kỳ cháy này. Ronaldo thử quả FD. Ui, liệm quá, quả lực vàng. Hay thế nhở. Kiesa, Kiesa không ai cao bồi kìa. Đây rồi, De Piero đỡ dùng quả này. Nó sút điên thật đấy. Alessandro De Piero, đó là mùa BTB với mức giá cực kỳ tốt. Hay quá nhờ De Piero. Ronaldo, đây rồi, bàn thắng đầu tiên của anh Bảy. Bàn thắng đầu tiên. Cái gì nữa, ôi không qua được thằng kia kìa. De Piero trong cái khe, đảo quả gót, đỡ hộ quả này. Trời ơi, sút sau lưới kìa. Cay thế nhở. Đi đâu, đi đâu, Ronaldo. Rồi xong rồi đấy, quả này xong rồi đấy. Quả này xong rồi đấy, cái gì nữa. Thề Ronaldo, De Piero. Marquisio, vỡ đầu phải chưa. Đó là cái giá trị của hơn 2.000 tỷ để đầu tư Marquisio vào hệ thống này. Phút mê nhờ. Nè, vẫn có thằng ôn ở dưới kia để nó đón được ạ. Chịu nhờ. Hay. De Piero, mày đỡ. Ủa, hai quả vào xà đau điên đấy. Pirlo, Pirlo. Cái đầu của Ronaldo vừa đánh đầu mạnh đi kèm thì không ai có thể ngăn cản được những pha bóng như thế này cả. Sợ thật. Hay, đi đâu, mày đi đâu.
Ronaldo mùa này chạy bốc phết anh em ạ. Sướng nhá, chạy sướng nhá. FD của này vỡ đầu là cái chắc. Nhìn sợ thật đấy, nhìn là tôi biết là Ronaldo sẽ FD vào mà. Cái góc phút quá đẹp. Mê thật, Ronaldo dứt điểm 130 mấy chị. Phía xa. Ronaldo, mày đó. Cái gì nữa đây anh Bảy ơi? Anh đóng như thế này thì thằng nào bắt nổi? Sợ nhờ. Ronaldo mùa này dứt điểm sướng thật anh em ạ. Tôi đánh giá đây là một mùa đáng chơi nha. Hay quá nhờ. Đỡ được pha bóng này thì quá khó của Ronaldo. Cả hàng thủ bị chớ với CR7 luôn mà anh em. Không hiểu kiểu gì. Đây là đây, Cancelo. Dễ nhờ. Leve như khuấy đảo hàng thủ của đội bạn vậy. Cực kỳ đơn giản nha. Hay thế nhở, Pirlo, Ronaldo đi, Ronaldo, mày đỡ, ôi Ronaldo là FD kìa, trời ơi đỡ hộ cái, sút ghê đấy nhở, mùa Ronaldo sút ghê đấy nhở, một trong những mùa giải mà mình cảm thấy Ronaldo nó sút sắc nét nhất đấy, cả cường đây thì ngại ai luôn, ngại ai, út. Ây à, chào cưng ơi. Chào cưng báo điên luôn thề. Thôi cho đối một bàn chống ao vậy. Tôi nghĩ là chào cưng hiểu vấn đề là đối thủ sắp ao rồi. Một bàn chống ao là hợp lý. Del Piero thoát nhanh nhỉ. Khó thế nhỉ. Del Piero này sút ghê thật đấy. Chạy sướng, sút sướng, đi bóng sướng. Không có lời gì để chê với Del Piero cả. Rồi xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Ây à, penalty à. Quả đấy mà FB được thì chắc chắn là có bàn rồi. Rồi không ra. Penalty thì không bao giờ Ronaldo bỏ lỡ cả. Một góc chữ A đẹp điên. Một góc chữ A đẹp điên. Ronaldo. Đây rồi, Cancelo. Mày đỡ. Ôi, khó nhờ. Và đó là Chiesa. Hay quá nhờ. Vẫn sút được à? Căng nhờ. Khó nhờ. Ronaldo đi bóng sướng ghê luôn nha. Và đó là một pha dứt điểm góc rất gần, rất hẹp. Nhưng anh vẫn thành công. Mê. Hay. Rồi, Ronaldo vít của bước 1. Mình cái thoáng đấy nhở, lép vét hay là xong còn gì nữa. Còn đá gì nữa quả này. Đá cái gì nữa quả này. Càng hoàng cũng rất nét với Ronaldo. 24 TS. Sợ thật. Del Piero. Chờ Ronaldo đánh đầu vậy. Ơi nhẹ vậy. Quả đấy muốn là Ronaldo ghi bàn. Không thì mình đã FB rồi đấy. Rồi Ronaldo. Bỏ lỡ kiểu gì đây. Cái kỹ năng dứt điểm của Ronaldo này nó cực kỳ đỉnh cao anh em ạ. Sút sướng dã man luôn ý. Lần đầu đá thôi mình đã thấy sướng rồi. Mê. Nhìn nó sút khó chưa. Del Piero. Rồi Ronaldo.
Hên quá nhờ, một bàn thắng rất may mắn dành cho Chiesa. Bóng từ đầu chui đến chân anh và không lý do gì mà anh bỏ lỡ cả. Marquisio! Rất lưới chưa? Thằng này sút hay nhờ anh em nhờ. Lần đầu mình đá Marquisio HG. Và đó là một món quà dành cho hàng tiền vệ của Juve. Chiesa. Marquisio vỡ đầu. Bàn thắng rùa điên của Marquisio. Nhưng đó nếu như không phải vũ một cầu thủ cũng có thể ghi bàn rồi. Cái gì nữa, cái thằng tài này đứng rất xa, biết cái gì đâu mà thổi. Thôi không sao, một bàn chống ao thì cũng có thể chấp nhận được. Chiesa. Mày đỡ được quả này. Dấu chấm hết dài cho FC Khánh Sơn. 4-1. Sút quả này chịu thật. Rồi, Ronaldo đỡ được quả bóng này. Khiếp nhờ, Ronaldo nó FD kìa. Chân nào cũng chết, sợ. Hay quá nhờ, cái đường truyền dành cho Del Piero kìa. Nó mê điên. Nào, thằng nào vào đây, nó xoay đến tận gôn luôn. Và đó là Alessandro Del Piero. Mày đỡ. Del Piero nó đi bóng sướng ghê nhờ. Nhìn xoay lắc. Và Dede gần như không có bất kỳ cơ hội nào dành cho thủ môn của đội bạn cả. Sợ thật. Dừng lại ngay à?